Tuấn Anh xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị ở phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ bất tử bất diệt của tác giả của Biển Quân. Ở kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của bộ truyện này. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện Lúc bây giờ lão ma vương tự hồ biết đệ tử của mình đang sợ. Bật giang thở dài. Mà công tuy thành nhưng lão mất đi quá nhiều. Ngay cả những đệ tử thân cận nhất còn sợ. Huống chi là người khác. Có được uy danh cái thế thì sao? Lão tỉnh không thấy vui vẻ. Mà chỉ thấy mất mát thôi. Bật quá, hoàn cảnh hiện tại không cho phép lão cảm khái. Bao nhiêu việc đang đợi lão ra mắt chủ trì. Các khảo đồ đệ. Lẽ nào các con lại sợ vi sư? Các con đứng dậy đi mọi người trong đám đông đứng dậy, khí thế cường giả trên mình bộc lộ rất rõ. Sư phụ à, chúng con quả là có hơi sợ người, vì khí thế của người quá mạnh, khiến trong lòng ai cũng bất giác này ra ý sợ sệt. Sư phụ, kỳ thật chúng con luôn nhớ người, nhưng người không cho chúng con tiến vào ma vực. Sư phụ, đồ nhi vẫn luôn mong ngóng người mà. Cảm tình của những người này bộc lộ ra, chứng tỏ thật sự có chân tình với lão ma vực. Được rồi, các con không cần phải vậy. Mà vực ta trú ngụ này ngập ngụa hắc ám mà khí, với tù vị của các con mà cố xông vào, thế nào cũng thụ trọng thương. Các con có hiếu tâm, ta hiểu là được rồi. Nói đoạn lão ma vương lại động viên bọn họ trước khi bước vào đại chiến, giảng dài những việc trọng yếu cho các đồ tử đồ tôn. Các con thấy không, bảy người đang đứng là đệ tử thân truyền của ta, là sư phụ, sư thúc, sư bá hoặc sư tổ của các con thần thủ của chúng cũng được coi là cường giả trong trận đại chiến sắp tới. Còn các con đều là hậu bối của cường giả, vậy nên phải có lòng tin. Sau cùng, lão ma vương hỏi một đệ tử thân truyền. Các con còn nhớ ma thiên năm xưa không? a à, hắn còn nhớ kẻ được xưng là cường giả bậc nhất trong các võ thánh. Chúng con, chúng con đều từng bại trong tay của hắn. Lão ma vương bật cười. Thù hắn có sao đâu, hắn thật sự rất mạnh. Thật ra, hắn còn một thân phận khác, là một viễn cổ cường giả rời dụng. Chẳng qua, hắn tuy nghịch thiên tái sinh, nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mãi đến gần đây, hắn mới biết được thân phận của mình. Cái gì? Sao lại thế được? Thất đại đệ tử thì nhau kêu lên kinh hãi. Các thánh giả quỷ dưới đất cũng động dung. Mà tổ nói, hiện tại ta thấy thực lực của ma thiên tương đương các cường giả đỉnh cao. Năm xưa, trừ mấy lão quái vật viễn cổ, em là không có ai đánh bại nổi hắn. Các con còn nhớ lần đầu tiên các cường giả của thiền vụ đại lục và bỉ ngạn đại chiến không? Các lão quái vật viễn cổ không tính diện tham gia đại chiến mà chủ yếu là các cường giả mạnh nhất trong hàng ngũ cổ thánh, võ thánh tham dự thôi. Thiền vụ đại lục lúc đó có 18 cường giả đứng đầu mà thiên là một trong số đó. Những người các tu vi không kém hơn hắn bao nhiêu. Nên mới nói, trừ các lão quái vật viễn cổ và ma thiên chuyển thế ra 17 người còn lại là những cường giả mạnh nhất. Các con đều giao thủ với Ma Thiên, biết được khoảng cách thế nào. Hiện tại, trừ 17 cường giả, các con là những cổ võ thánh mạnh nhất. Các con có đến tám chục người, hợp cùng 17 cường giả là gần trăm người, nên các con sẽ là chủ lực trong lần đại chiến này. Cái gọi là bách thánh đại chiến trong truyền thuyết chắc có liên quan ít nhiều đến con số ta vừa nói. Nhưng võ thánh hậu bối tuy thực lực kém hẳn, nhưng dân số không ít, nên cũng là phần chiến lược đại chiến không thể thiếu được. Bao nhiêu năm nay, thánh giả của thiên vụ đại lục vẫn ẩn nhẫn để đợi trận chiến sau cùng này. Từ thực lực của chúng ta mà đoán ra được thực lực của bỉ ngạn như thế nào. Song phương không cách biệt bao nhiêu. Chắc chắn đại chiến sẽ vô cùng thảm liệt. Bao nhiêu người thành thánh trong mấy vạn năm nay sẽ cùng xuất động. Sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Vì thế, đại chiến lần này là trận chiến cuối cùng liên quan đến sinh tử tổn vong. Mấy lão quái vật sẽ từ trong quan tài nhảy ra. Không chừng các lão quái vật được cho là chết rồi cũng xuất hiện. Đương nhiên, các vô địch cường giả viễn cổ sẽ cho những người như ta đối phó. Cả còn cứ thắng được những kẻ đồng cấp là được rồi. Cổ võ thánh hiểu rất rõ về bị ngạn, nhưng những cường giả mới thành thánh gần đây lại không hiểu. Có cả những người vốn không hiểu gì ân oán giữa song phương thời gian tới đây, ta tin rằng mấy lão quái vật trong truyền thuyết và mười bài cường giả mạnh nhất sẽ hiện thân. Họ cũng sẽ giảng giải cho đệ tử như ta. Đến lúc mọi người sẽ hiểu rõ về bỉ ngạn, chắc đại chiến không còn lâu nữa. Các con mau mau quay về chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe theo hiệu lệnh của ta. Các thanh giả ở ngoài ma vực đồng loạt vâng lời. Sau cùng, một đệ tử thân truyền của ma tổ không đắn được liền tiếng hỏi. Sư phụ, con có chuyện muốn hỏi. Còn nói đi. Lục Trương con từng gặp qua 17 võ thánh mạnh nhất, nhưng tại sao đại chiến lần đầu qua mấy vạn năm rồi con không cảm ứng được sự tồn tại của họ? Tựa hồ chỉ có lão đầu điên khùng ở Đồng Hải còn sống. Những người khác vì sao lại như thể biến mất, kể cả họ đang ngủ cũng không thể như vậy được. Mà tổ đáp, bọn họ vì muốn để cao tu vi nên tiến hành tự phong ấn. Lúc công thành viên mãn sẽ xuất hiện, tin rằng không lâu nữa sẽ xuất quan thôi lão đầu ở đồng hải vì không chịu nổi tịch mịch nên xuất quan trước một người khác hỏi sư phụ thiền phụ đại lục còn lại mấy viễn cổ võ thánh thật ra bao nhiêu người còn sống ta cũng không biết hiện tại ngoài ta còn có ma tồn vừa mới tỉnh dậy sao mặt của ma tổ tỏ ra nặng nề hy vọng không ít hơn ba người vậy bình ngạn có mấy viễn cổ võ thánh ạ à? ma tổ đáp với vẻ nặng nề Trước mặt là có ba người. Các võ thánh ở ngoài ma vực đều thấy áp lực giấy đêm. Cổ võ thánh và võ thánh hậu bối của thiên vũ đại lục từ hồ không ít hơn bỉ ngạn. Nhưng số viễn cổ võ thánh lại không được như thế. Viễn cổ võ thánh tuy không còn mấy người, nhưng ai nấy đều có bản lãnh hữu kinh thiền động địa. Thế nhưng gần như là những cường giả vô địch. Ít hơn một người, thực lực cách biệt cực kỳ lớn. Một đệ tử ma tổ hỏi, sư tôn là viễn cổ võ thánh lại tu luyện thành xá thân thành mà cái thế công pháp, còn nghĩ đủ để đấu với hai, thậm chí là ba viễn cổ võ thánh của bình hạn, cộng thêm một viễn cổ võ thánh nữa giúp đỡ, khẳng định nắm chắc phần thắng, ba người của đối phương rồi. Mà tổ thợ giải nói, mấy lão quái vận có thể trải qua ngàn vạn nguy hiểm, sống đến nay, chắc chắn phải bản lãnh đầy mình. Ta tu thành môn cái thế mà công này, nhưng ba người này trong mấy vạn năm chắc cũng có thu hoạch cực lớn. Bọn họ không lộ diện, tin rằng đã có chuẩn bị, khẳng định đã tu thành những môn bất thế kỳ công. Bật quá trong tình huống một đấu một, ta nắm chắc giết được bất cứ ai trong số họ. Đại đệ tử của ma tổ tỏ ra lo lắng. Lẽ nào bên ta chỉ có hai viễn cổ võ thánh? Như vậy thì đại chiến lần này, sư phụ sẽ phải đối diện với nguy hiểm rất lớn. Vẫn còn một người nữa, ta có cảm giác y còn sống nhưng không khẳng định được y sở trường yểm tàng ký tức. Dẫu công lực thông thiên cũng khó lòng cảm ứng được như vậy ông ta vẫn sống số lượng viễn cổ võ thánh của chúng ta không kém hơn bị ngạn một đệ tử khác của ma tổ tỏ ra lạc quan ma tổ lại nói kỳ thần ta lo lắng là đối phương xuất hiện viễn cổ võ thánh thứ tư đó mới là điều đáng sợ ta không chỉ một lần dùng thần thức xâm nhập bị ngạn tra xét nhưng chỉ cảm ứng được khí tức của bà viễn cổ võ thánh nếu có người thứ tư thực lực của y chắc chắn đáng sợ đến cực hạn tranh được thần thức cảm ứng của ta chắc phải là cường giả trí cường đệ tử của lão ma vương đều phá không bay đi đại sa mạc ngoài ma vực lại trở về vẻ yên tĩnh nhưng lúc đó ở phía đông cuồn cuộn mây đen hướng về ma vực xa xuống cơ hồ ép sát mặt đất một cỗ khí tức cường giả ngút trời từ trong đám mây đen toát ra lão ma vương ở trong ma vực lạnh lùng nhìn đám mây đen phía trước đôi mắt như hai vầng trăng máu xạ ra hai đảo hồng quang xuyên vào đám mây đợi khi nhìn rõ là vùng tay đấm quyền phải ra mà diễm ngút trời cuốn theo cuồng phong mãnh liệt quét tới đội cát trên sa mạc nổi rông cát bay ngập trời mà khi đèn ngòm từ mà vực phát ra hình thành một ma ảnh khổng lồ ập vào đám mây đen cả phiến thiên không phảng phất như ảm đạm hẳn đi hai đám mây dẫm màu từ hai hướng che kín vầng dương trong mà vực âm phong gạo rú bóng mà nhảy nhót hai đám mây ập vào nhau phát ra tiếng động kinh thiền động địa, chấn động cả sa mạc, khiến biển cát tràn lên như sóng gầm. Từ trung tâm của ma vực, sóng cát tỏa ra bốn phương tám hướng như cơn sóng thần, không ngừng gầm gào thành thế kinh người. Hai đám mây đèn hợp lại, rồi tiếp tục lao về ma vực. Trên sa mạc tối om, xòe bàn tay không thấy nằm ngón. Lão ma vương không xuất kích, lạnh lùng nhìn đám mây đèn đang ỏ ép tới. Khi tức trí cường trí đại lan tỏa khắp thiên địa, cường giả tuyệt thế cường giả khiến cho các võ thánh trên thiên phủ đại lục đều run rẩy chỉ có một dạng người đó chính là viễn cổ võ thánh cường giả đáng sợ đứng trên mây đen kia nhất định là viễn cổ võ thánh nổi danh vô địch đám mây đen rút cuộc cũng đến mà vực hai cỗ ma khí tính chất gần giống nhau kịch liệt rung động sau cùng hợp thành một mà vực quét trường trong nháy mắt bóng tối nuốt gọn từng bảng sa mạc tựa hồ muốn thôn tính cả thiên địa các thánh giả của thiên phủ đại lục đều chấn kinh. Họ không ngờ có người dám tiến vào địa bàn của cái thế đạo ma vương, lại không sợ luồn ma khí có tính ăn mòn cực mạnh của ma vực. Cái thế cường giả mới đủ khả năng tranh phong cùng dạng trí cường cao thủ như lão ma vương ấy. Trong lòng của các võ thánh đều thầm hỏi, viện cổ võ thánh mới xuất hiện này có phải là một nhân vật trong truyền thuyết không? Lúc đó, trong ma vực như kinh đảo hải lãng, mà khi như thủy triều điên cuồng lan tỏa Ma vực hắc ám vô quang. hai viện cổ võ thánh tịnh không giao thủ. Ma tổ cào mấy chủ trượng cùng thân ảnh phát ra khí tức trí cường lặng lẽ nhìn nhau. Ma diễm cuồng loạn tỏa đi tứ phía. Đó là một phần ma khí do hai người phát ra. Người đó tuy nhỏ hơn ma tổ không biết bao nhiêu lần, nhưng khí thế kinh nhân, uy thế chấn thiên, sức mạnh từ thần thể tỏa ra khiến ma tổ cũng thấy trầm trọng. Lão bà đầu đã lâu không gặp Ma Tổ gật gật đầu. Đúng như vậy, phải đến mấy vạn năm rồi. Người chuyển thế mấy lần, nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt. Hiện tại, ta nên gọi người là gì? Độc Cô Bại Thiên, Mà Thiên, còn cả cái tên tử rất rất xa sửa nữa. Tùy tiện thôi, người thích gọi ta là gì cứ gọi. Đúng là Mà Thiên, ta từng đến đây. Là Diệt Thiên, ta cũng từng đến. Nhiều lần được người quan tâm. Mấy vạn năm không gặp, người đã tù thành xá thân thành ma Đại Pháp. Thật khiến người ta kinh ngạc loại ma công này quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại ta không nắm chắc thắng được ngươi. Mắt tổ cây trầm trầm, cả ma vực lay động. <laughs> người vẫn cuồng ngạo như trước, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Các thanh giả trên thiên vụ đại lục kinh hãi phì thường. Người thông vào ma vực quả nhiên là độc cô bại thiên vừa tái sinh chín lần, thật sự khiến họ không hiểu nổi. Ở một địa phương khác, trên thành phong đế quốc, còn có một độc cô bại thiên, làm sao mới thoáng chốc đã xuất hiện nơi đây. Lúc họ thám thính độc cô bại thiên kia, đã thêm một lần thất kinh. Đó nguyên là thân ảnh của độc cô bại thiên, chỉ là một hư ảnh, nhưng đã đánh lừa được các thánh giả. Hư ảnh tỏa ra năng lượng dao động nhàn nhạt, Nếu không phải dao động mỗi lúc một mờ nhạt, các thánh giả cũng không phát giác ra, đó chỉ là hư ảnh không thật. Độc cô bại thiên thở dài. Đúng như vậy, mọi việc vĩnh viễn không thể cải biến. Sau khi trải qua thiên kiếp phản hiểm, ta vẫn là ta, không bao giờ thay đổi. Lão mà đầu, để ta thử xem người thật ra đã đến cảnh giới nào, thử xem xá thần mà công của người mạnh hay kịch thiên cửu chuyển của ta lợi hại hơn. Được, để ta xem kỳ công mà tên điên không cần mạng như người sáng tạo ra ủy lực đến đầu. Ma vực rộng lớn tức thời tỏa ra dao động hùng hậu, khiến người khác rúng động. Điện đó ma diễm ngút trời tràn ra, làn tỏa khắp sa mạc. Đó là một trường đại chiến tiền băng tiệt liệt, trong bóng tối vô tận, chỉ thêm mấy chục nhân ảnh từ các phương hướng công kích vào ma tổ. Sát khí xung thiên sông lên mây xanh, phát ra từng đạo ma khí, liên tục xé tọa hư không. Các thanh giả của thiền phụ đại lục đờ ra, cường giả là gì? Kìa mới là cường giả, chỉ là một phần sức mạnh phát ra đã xé nát hư không, mạnh hơn hầu hết các võ thánh. Tùy mỗi thánh giả đều muốn xem kinh thiền đại chiến dưới ma vực thật ra thế nào, nhưng họ phát hiện càng lúc càng khó đến gần ma vực tối tăm cơ hội có thể có trở lực ngăn cản vạn đi ánh tượng đại pháp của họ lòng vùng mỗi lúc một tối đen khiến họ không nhìn rõ được trong lòng ma vực tiếng sấm ỉ ủng những tiếng đổ vang lên liền miên bất tuyệt mà khi ảo ạt điên cuồng tỏa ra từ hồ mấy trăm ngọn hay là cả ngàn ngọn hỏa sơn đồng thời phun trào một đạo năng lượng khổng lồ hóa thành ô quang xẹt lên mây kinh khí xung thiên tỏa đi tứ phía hết sức thảm liệt Đại chiến kéo dài nửa thời thần mới dần kết thúc. Uy thế kinh nhân khiến ai đấy trợn mắt há mồm. Cả giải sa mạc tay chuyển đã biến dạng. Cát vàng bị đá tảng bùn đất lớp kín. Bùn đất vốn chất cao mấy chục trượng Bền sa mạc bị đẩy văng lên không trung. Đủ tới tình huống trong ma vực tối tăm kịch liệt thế nào. Uy thế này khiến mọi võ thánh kinh hãi. Nhưng đó không phải là sức mạnh thật sự của hai viễn cổ cường giả. Trường trục đại chiến, hai người từng nói rằng đây chỉ là thử nhau không phải sinh tử đại chiến cùng lúc ấy thỉnh không đất toác điểm điểm quang mang xạ ra một đôi mắt tự hồ phát quang nhìn xuống mà vực mà tổ vận động cô bại thiền vừa mới dừng tay đột nhiên trong tâm có cảm ứng hai người đồng thời vung quyền oanh kích hai điểm tinh quang trên không trung a à, một tiếng kêu thảm thiết vang lên hay lão bất tử các ngươi sư phụ ta nhận định sẽ giết các ngươi năng lượng hùng hồn của hai vô địch cường giả viễn cổ cuốn sang bì ngạn hai người đồng thời tống thêm một quyền sức mạnh hùng mạnh dậy lên một lúc sau hư không vẫn yên tĩnh trở lại đợi đến khi cả sa mạc trở lại bình tĩnh ma tổ lên tiếng cửu truyền quả nhiên là nghịch thiên kỳ công bất quá người chưa hoàn thành cửu sinh cửu diệt mới chỉ là cửu sinh bát diệt mà thôi độc cổ bại thiên bật cười nếu cửu diệt xong ta sẽ quỳ về hư vô tất cả chỉ là con số không, hà tất phí lực cỡ chứ. <laughs> Đến giờ ngươi còn không chịu thổ lộ thật tình, cộng thêm thân phận thời viễn cổ, không phải vừa đủ cửu diệt sao? Không sai, đúng là cửu diệt thập sinh. Mà tổ nói, ta vẫn không hiểu tại sao trong thời đại viễn cổ, cường giàn nhiều như rừng, người mạnh thế này mà đột nhiên biến mất, lẽ nào bị người ta giết, là ai đủ khả năng vô thanh vô tức diệt chết người? Đồng cô bại thiên tử hồ chìm vào hồi ức xa xưa. Ngươi còn nhớ Quang Bình, Võ Thánh, Trí Cường, Trí Đại không? Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ. Y là một trong những nhân vật đứng đầu kỳ đó. Ta từng đại chiến với Y ba ngày ba đêm. Cái gì? Lẽ nào, lẽ nào Y giết chết ngươi? Mát Tổ tỏ vẻ kinh ngạc. Ta giết Y. Cái gì? Mát Tổ lại tỏ ra vẻ kinh hãi. Năm xưa, Quang Bình, Võ Thánh vô duyên vô cớ, thất tung, hóa ra bị người giết à? Không sai. Ta và Y đồng thời phát hiện bị ngạn còn việc cải tạo nơi đó thành thiên cảnh là do y đề xuất. Y vọng tưởng liên hợp các võ thánh để phong thần. Ta không cho phép hành động tạo thần xảy ra, nên cùng y động thủ. Không ngờ, không ngờ, hoa tràn nằm xưa các thánh giả phân thành hai phái, lại do hai tên đáng chết các người dẫn khởi. Bật quá, cốc họa ở Quang Bình Võ Thánh. Nếu y không vọng tưởng Trưng thần, đề xuất kiến nghị như thế, chắc hôm nay đã không có phần tranh thế này. Độc cô bãi thiến lắc đầu nếu hắn không ra mặt, sẽ có đệ nhị quảng bình võ thánh. Năm xưa, các võ thánh phân thành hai phái, chứng minh rất nhiều người có dã tâm hừng hực. Người còn chưa nói vì sao mình chết đi. Ta giết quảng bình võ thánh xong, ôm trọng thường phá toái hư không về thiên vũ đại lục, không chống chọi nổi, ít lâu sau thì chết. Hóa ra là như vậy, hai người lại đồng quy vô tận. Người tùy mạnh, nhưng ta chưa từng thấy người xuất thủ có thể giết được quảng bình võ thánh đúng là vượt ngoài tưởng tượng của ta nên nhớ năm xưa y là một trong những cường giả mạnh nhất ngay cả vị ca ca thiên tài của ta đã tàu hoàn nhập ma cũng là chưa chắc giết được y trận chiến năm xưa dữ dội vô cùng hôm nay ghi lại ta vẫn có cảm giác kiệt lực ma tổ trầm giọng nói không hiểu ngươi có dùng thần thức xâm nhập bỉ ngạn chưa đương nhiên ta đã trả xét rồi ma tổ tỏ ra nặng nề người cảm ứng được mấy viễn cổ lão quái vật ba tên ma tổ thở hắt ra một hơi Xem ra, ta cả nghĩ rồi, người và ta có cùng cảm giác, chắc không lệch nhau đâu. Nộ cô bãi thiên trầm giọng Không, người hoài nghi rất đúng, bị ngạn không chỉ có bà tên viễn cổ quái vật. Vạn năm trước, thiên ma từng tiến sang đó, cảm ứng được một cỗ ký thức dị thường khủng khiếp. Theo đó, tả đại, thì ta phát giác ra một sự thật, có thể quang bình võ thánh vẫn còn sống. Cái gì? Y không phải đã bị giết chết rồi sao? Không sai, lúc trước ta cho rằng y không thể sống lại nhưng ta quên mất một chuyện trong một số tình huống y vẫn có khả năng sống lại nếu có bảy tám cao thủ cổ võ thánh đồng thời xuất thủ tự tổn một phần năng lượng sinh bệnh y rất có thể sẽ sống lại đấy người muốn nói sau đó y được người ta cứu sống sao chắc chắn là như vậy ta có cảm giác hắn vẫn còn sống chẳng qua che giấu cực tốt mà thôi mặt tổ thẩm than hy vọng điều đó là không đúng nhỉ bằng không bọn ta lại phiền toái to rồi. đầu cô bại tiền lại nói, cái gì đến sẽ đến, lo lắng cũng vô dụng thôi. mắt tổ thở dài, quả thật là như vậy. Ôi, hai chữ giành lợi đúng là hại người, kể cả đã đến mức võ thánh thiền địa tể thọ cũng không thoát được. Dạ tầm làm xưa cộng với việc muốn tạo ra thần lại thêm có vẻ cố tình thừa gió bẻ băng, khiến cho các viện cổ võ thánh chia thành hai phái đấu đá nhau. Bao nhiêu cường giả đã gục ngã. Đó là thời đại thiên tài điêu linh vô số võ thánh trí cường trí đại đã chết trong cơn loạn động. Đúng như vậy, nhưng việc sau đó ta tùy không có cơ hội tham dự, nhưng nghịch thiên sống lại rồi, ta lại từ các tư liệu mà phát hiện ra. Chuyện bi thảm của cả thời đại đó, quả thật là một thời đại, đất trời phải khóc than. Vô số cường giả bị cuốn vào vòng chiến, thần bất do kỳ, căn bản không thể lựa chọn, không có chỗ cho phe trùng lập, mà chỉ có hai thế lực ủng hộ và phản đối việc tạo thành thần không ai thoát ra ngoài vòng kiểm tỏa được. Tàn sát, tàn sát, tàn sát. Mỗi người đều giết đỏ lựng cả trong mắt. Không giết người, ăn bị người giết. Đó là thời đại của máu chảy của anh hùng cường giả rời rụng. Mà tổ than, mỗi lần ta nghĩ lại tình cảnh thảm cốc của đại chiến năm đó đều rung mình, không ngại người cười trong thời gian rất dài. Thế nhưng, khi nào ta nhắm mắt lại đều gặp ác mộng thấy những người đã chết đó. Cái trên của ngần ấy cái thế cường giả đều không đáng gì, oan hồn nhiều quá. Nếu không có trường viễn cổ đại chiến, ta nghĩ võ học bây giờ sẽ là trăm hoa đua nở, cường thịnh hơn nhiều. Đầu cô bại thiền gần đầu đồng ý, bao nhiêu thiên tài võ học của thời đại đó đã chết, có thể coi là tổn thất trọng đại. Lão mà đầu người cũng có thể coi là phi thường, bao nhiêu người chết đi mà người có thể sống lại, đồ hiểu năm xưa nhất thần ma công của người đến độ nào. À, ta sống lại chẳng qua nhờ may mắn, ngay bản thân ta cũng không có ngờ. Đâu cô bại thiên vật cười, người không cần tự coi thường, nhưng viện cổ võ thánh sống lại được đều là bậc cường giả oanh liệt đường thời. Lão mà vương lắc đầu, người nhầm rồi. Những cường giả chân chính đều xông lên hàng đầu, những người họ đối diện cũng là cường giả bậc nhất. Võ thánh càng mạnh thì hoàn cảnh càng hung hiểm, trừ phi phát sinh kỳ tích thì những người đi đầu mà sống lại được. Nói như vậy, năm xưa người chỉ là loại tép riêu sao? Ta không phải nói đùa đâu, đúng là như vậy đó. Tu vi của ta năm xưa chỉ vào hạng trung, lẽ ra không thể sống sót. Chẳng qua ngày khai chiến trùng ngày rỗ của Kakata, nên ta đến tham dự đại chiến chậm hơn một chút, thành ra tránh được khoảnh khắc thảm liệt nhất, may mắn sống sót. Lúc đó, ai chẳng biết đại danh vị của Kakata, vô cùng là thiên tài, ta lại hoàn toàn vô danh. Người ta chỉ biết võ thánh thiên tài, đại mà thiên vương, có một người đệ đệ, nhưng là ai, tu vi ra sao, thì ít người biết đến. Quả thần ta lúc đó chỉ là loại tép triều thôi. Lúc đó, Đại ma thiên Vương quả thật cực mạnh, là một trong những cường giả đứng đầu. Ta vẫn muốn đến tìm y so tài một men, không gợi y lại đoàn mệnh hơn ta, tàu hòa nhập ma đi mà chết, đúng là ân hận cả đời. Nói đến Đại ma thiên Vương, vẻ mặt của ma tổ trở nên sủng kính, thở dài nói, trời canh kết bậc anh tài, với tù vị nam xưa của ca ca ta, quyên không dưới quang bình võ thánh đâu. Nếu cả cà ta còn sống, đến nay nhất định sáng tạo ra không ít tuyệt thế kỳ công. Một võ thánh vô danh như ta, mà sau khi tu luyện thành xá thần thành ma đại pháp của Kakata cà ta, đã không còn sợ ai nữa rồi. Đồ cô bại thiên chờ thở dài. Mệnh vận tàn khốc, tào ngộ của mỗi cá nhân đều phi thường thống khổ, khó lòng trụ bỏ được. Tưởng đai, ôi tưởng lai. Ma tổ ngẩn người trầm giọng hỏi. Người hình như biết được gì đó, có gì muốn nói chăng? đầu cổ bãi tiền nhìn lên tầng không phía xa, khẽ khẽ thở dài mà than. Hiểu càng nhiều, biết càng nhiều, ta càng cảm thấy đau lòng, thấy đáng sợ hơn ấy. Nói xem nào, trong thời đại viễn cổ, cường già như rừng ấy, nếu ta chỉ nói nếu thôi nhé, mọi người đều tán thành tạo thần, sẽ có bao nhiêu thần linh xuất hiện. Mà tổ ngẫm nghĩ rồi đáp, lúc đó viễn cổ võ thánh phải hơn trăm người, nếu ý kiến thống nhất, chắc chắn phải có đến mấy trăm vị thần người hỏi vậy làm gì nếu hơn trăm võ thánh đều thành thần rốt cuộc ai sẽ nghe theo ai ma tổ vẫn chưa hiểu trầm giọng hỏi rất khó nói nếu mọi người đều là thần sẽ khó lòng nghe theo một ai so sánh vũ lực cũng không phải dễ rất nhiều cường giả công lực không chênh nhỏ bao nhiêu khó lòng phân thắng bại mấy cường giả thực lực mạnh nhất nếu định cưỡng bách người khác nghe lệnh e là sẽ dẫn đến tất cả những võ thánh khác hợp lực chống cự đồ cô bạn thiền nói tiếp không sai không ai có thể độc tồn thống soái mấy trăm võ thánh nhưng trong đó có người mang dã tâm lại này ra ý định một mình nắm quyền người nói xem sẽ thế nào nghe đến đây mắt tổn đồ mồ hơi lạnh cảm giác trong lòng bốt giá sợ hãi vô cùng trường viễn cổ kinh thế đại chiến đã kiến vô số tượng đài võ học rơi rụng mà lại mà lại xảy ra do một âm mưu sao đầu cô bại thiền nói tiếp một người muốn trở thành tuyệt đối thần vô không thể là cho phép mấy trăm tuyển đại cao thủ đứng cạnh dường mắt hổ dòm ngó. muốn thành thần chân chính chỉ còn giết sạch mấy trăm võ thánh công đực không thiên không kém gì thần y mới yên ổn lên chiếc ghế cao quý đó thôi Ma tổ trùn giọng nói người người nói đằng sau đại chiến có người góp rơm nổi lửa đạo diễn toàn bộ sao đâu cô bại thiên lắc đầu không phải một người phải là vài ba người cùng hợp lực bố trí đại cuộc quá đáng sợ rồi ma tổ lạnh mình Đâu có vải thiền nói, đáng tiếc, những việc sau đó ta không thần trình trải qua, không thể phát hiện thêm dấu vết mà vạch ra trần tướng. Ma thể cao lớn của ma tổ lại rùng mình, thật ra là ai mà ác độc đến như vậy? Là ai thì chưa thể xác định được, ta chỉ hoài nghi mà thôi, nhưng khẳng định không phải do một người làm. Năm xưa, hai phái nhanh chóng khai chiến như vậy là có người đạo diễn tất cả, người phát động của cả hai phái cùng một phe. Dẫu không phải là chủ mưu cũng là những kẻ trọng yếu tham dự vào âm mưu, làm bọn họ dẫn đầu hai phái tiến hành đại chiến hủy thiên diệt địa, tạo thành kết quả đáng sợ vô số tượng đài võ học rơi rụng. Suy đoán này khiến cho ta rùng mình, người vạch kế năm xưa quả thật quá độc ác, muốn mấy trăm võ thánh đồng thời chết đi mà tạo thành mâu thuẫn cực đại, khiến cho họ cùng tham chiến mới có được kết quả đó. Mà tổ nói, sợ rằng những võ thánh tán thành tạo thần không nghĩ được mình chỉ là con cờ trong tay người ta, mọi võ thánh đều trở thành con cờ cho người ta tiêu diệt. Người nhất định, nhất định đã đoán ra điều gì đó, màu nói ra xem nào. Ta chỉ suy đoán linh tinh một chút, nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Bật quá, có một điều khẳng định được. Quang Bình võ thánh chưa hề chết, tuy hiện giờ ta chưa tìm được y, nhưng y vẫn còn trên đời. Mà tổ thẩm than, sự tình sao lại biến thành phức tạp thế này? Năm xưa, y đã là kình địch của ngươi, là một trong những võ thánh mạnh nhất thời đại đó. Không hiểu có bao nhiêu năm tháng thế nào còn đạt đến cảnh giới nào, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Lần trước ta sợ ý, không triệt để giết chết y. Lần này không để y lọt lưới nữa, ta sẽ khiến cho y hồn phỉ phách tán, linh thức tận diệt. Lời lẽ của đầu cô bại thiền lạnh lùng, nhưng lộ rõ vẻ tự tin vô cùng. Mà tổ nói, có thể phải trả âm mưu kinh thiền thế này, nhất định có thực lực siêu cường một người không thể hoàn thành. Vậy theo người có mấy người? Tối thiểu phải có ba hoặc năm người. Mà tổ nói, nếu âm mưu năm xưa của họ đã thành công, vì sao đến bây giờ vẫn không thực thi? Những võ thánh vạch ra âm mưu đều thực lực kinh thiên, nên ắt phải chuẩn bị thật hoàn thiện. Họ gìn giữ thực lực mạnh mẽ, để vào lúc quan trọng nhất sẽ tiêu diệt mấy con cá lọt lưới. Nhưng ta đã sống lại, nên bị ngạn vẫn chưa có động thái nào quan trọng. Độc cô bại thiên xen vào. Trong những năm này, ta dựa vào manh bối năm xưa mà suy đoán. Thời đại đó không thiếu những nhân vật tài trí cao tuyệt. Ta cho rằng, tuy có người phát giác ra âm mưu, nhưng không đủ khả năng ngăn cản trường thảm biến phát sinh. Vào lúc tối hậu, họ đã ra mặt chống lại những kẻ vạch ra âm mưu, khiến âm mưu tạo thành thần của chúng gặp trở ngại. Mà tổ cả kinh, người nói là, còn có những cổ võ thánh vẫn sống, cùng chống lại bọn chúng sao ta không cảm ứng thấy họ nhỉ? Tất cả chỉ là suy đoán, thật ra có phải thế không, căn bản chưa chứng minh được. Nếu có mấy người như thế, mấy vạn năm nay người không cảm ứng được vì thực lực của người chưa đủ, chưa hoàn toàn tu thành xá thân thành ma đại pháp. Bây giờ thực lực của người đã đủ mạnh, nhưng vẫn chưa cảm ứng được họ vì một lý do họ đang tiến hành tự phong ấn. Nếu không, người nhất định đã cảm ứng ra. Mà tổ suy tư, té ra như vậy à? Tự cổ chi kim các võ thánh sách động âm mưu và những phát hiện vẫn so kẻ với nhau ư. Đúng vậy, xem ra cũng không còn mấy người đâu. Mà tổ nói, ta vẫn nhớ những cường giả mạnh nhất năm xưa đều chết hết cả, thật không nghĩ ra kẻ vạch âm mưu là ai, càng không nghĩ ra những ai đang chống lại y. Lục trường ta cho rằng quang mình võ thánh đã chết, nhưng y vẫn sống, hạ huống là mấy kẻ vạch ra âm mưu kia. Anh ấy đều cố ý che giấu chân tướng, nhận định đã tạo ra một cái chết hợp lý trên chiến trường năm xưa. Độc cô bại thiên tỏ ra âm trầm, nói với kẻ đầy ý vị. Kể cả những người được coi là đã chết, chắc hẳn đã thật sự mất mạng sao? Ma tổ nhìn ma vực tối tăm rồi chìm vào suy tư. Những suy đoán của độc cô bại thiên quá bất ngờ, hoang đường, nhưng lại vô cùng sát với sự thật. Trong quá khứ xa xưa, từng có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Đến giờ, lại đột nhiên tỉnh ngộ, bởi chuyện đó ẩn chứa một âm mưu kinh thiên. Vô số cường giả đã chết nhẹ tinh, không ít võ thánh cũng mất mạng trong tay vài người. Kẻ vạch ra âm mưu đương nhiên vô cùng đáng sợ. Võ lực hùng hồn, kim mưu động ác, một mẹ quét sạch hơn trăm cường giả thượng cổ, quả thật đủ tư cách vỗ ngực xưng thủ đoạn kinh thiên. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, lão là kẻ lọt lưới nằm đó, giờ lại biết được chân tướng, còn những cường giả viễn cổ đã chết, làm sao có thể an nghỉ anh hồn của họ tất nhiên có lòng an sinh hẳn trong lòng của ma tổ dâng lên hận ý ngút trời không ngờ chân tướng lại tàn khốc như vậy lão chỉ muốn lập tức tiến sang bị ngạn xé xác mây lão bất tử ẩn tàng trong bóng tối bất quá trong lòng của lão có phần sợ hãi e là dự đoán biến thành hiện thực cậu sầu chót của độc cô bại thiên lay động trái tim của lão kể cả những người được cho là chắc chắn đã chết cũng chưa hẳn là thật sự không còn sống Hồi lâu, mặt tổ không lên tiếng, độc cô bại thiền mới nói, đừng có cả nghĩ, mấy lão quái vật của bị ngạn tùy đáng ghét hết sức, nhưng bọn ta không thể không thừa nhận bản lĩnh của bọn họ. Thắng hay thua thì bọn họ quả thật có chỗ hơn người. Mà tổ đáp, ta cảm thấy thực lực của chúng ta quá bạc nhược, lực lượng ẩn tàng của bị ngạn quá mạnh, lại qua mấy vạn năm chuẩn bị, tất nhiên nắm chắc phần thắng. Độc cô bại thiên bật cười nói, không thể nói như thế được, có thực lực để đối kháng với thiên phụ đại lục chúng ta, có lẽ chỉ là mấy lão quái vật của bọn họ. Nhưng thực lực của ngươi tiến quá nhanh, tất nhiên bọn họ không điệu được. Ngày thiên cửu truyền của ta cũng luyện thành, lại càng vượt xa dự tính của họ. Ta và ngươi chính là hai viễn cổ cường giả bất ngờ xuất hiện. Bọn họ có thể ủng dùng được sao? Mà tổ than, ta thật sự không ngờ sự tình đã phức tạp đến như thế. Bao nhiêu là chuyện bất ngờ xảy ra. Bất quá, mỗi lần ta đem thần thức đẩy sang bề ngàn, đều cảm thấy hoảng sợ, không biết có phải ảo giác không. Không cần phải sợ hãi, thực lực của thiên vũ đại lục tuyệt đối không đơn giản như người nghĩ. Có lẽ không lâu nữa, người sẽ thấy những người quen cũ. Rất nhiều viễn cổ cường giả như oan hồn bất tán sẽ xuất hiện với một thần phận khác. Có thể họ không còn thánh lực đáng sợ như thời viễn cổ, nhưng vẫn còn chiến lực không thể coi thường. Đó cũng là điều bị ngạn không ngờ tới. Ta không hiểu. Cách đây không lâu, ta gặp một người quen cũ là Lăng phi chuyển thế, một trong những cường giả mạnh nhất thời kỳ viễn cổ. Mãi gần đây ta khôi phục được ký ức viễn cổ mới hiểu thần phận của lão. Lão cũng từng nói mấy câu với ta rằng, trong quá khứ xa xưa, những võ thánh mạnh mẽ từng biến mất không hoàn toàn bị giết hết. Đương nhiên, họ không biến thái như ta, liên tục kịch thiền chuyển thế, nhưng họ có may mắn nắm được cơ hội tái sinh. Khi nào Tam Bà Công Đại Thành sẽ phát hiện được những thánh giả đã diệt vòng trong truyền thuyết quay về. Sau đó, lão dùng thần thức báo cho ta biết rằng lão đã trải qua thiên tần vạn hiểm, chuyển thế hai lần. Trừ ta ra thì lão là người chuyển thế nhiều nhất. Lần chuyển thế thứ nhất, lão tiến sang vỉ ngạn, nhưng lại bị một viễn cổ võ thánh thần bí tiêu diệt. Đầu cô Bại thiên lại tiếp tục nói, trừ mấy lão quái vật diều cường còn sống đến nay ra. Lạc Phi đương nhiên là một trong hai mươi cường giả năm xưa. Lão chuyển thế tái sinh được, ăn hơn chục người kia cũng có thể chuyển thế tuy họ mất đi hơn nửa công lực thời viễn cổ, nhưng ít nhất cũng còn một phần ba. Vậy cũng đủ rồi. Mười mấy người hợp lại, tất là một cỗ chiến lược đáng sợ vô cùng. Nhưng ta không cảm ứng được sự tồn tại của họ. Người tưởng họ dám phát ra khí tức sao? Bao nhiêu năm nay, chắc chắn những người này cũng hiểu được sự tình năm đó. Biết có mấy người của Bỉ Ngạn đang đạo diễn một trường âm bưu kinh thiên. Mấy lão bất tử còn tại thế. Tất nhiên họ không dám lộ mặt. Nếu dám hiện thế, tuyệt đối họ sẽ có kết cục như làng phi, bị người ta tiêu diệt. Những hùng hiểm trong quá trình chuyển thế, họ không chịu nổi. Họ đang đợi thời cơ thích hợp sẽ xuất hiện đây. Mà tổ lẩm bẩm nói, không ngờ, không ngờ, kinh tế đại chiến từ viễn cổ còn kéo dài đến nay. Đúng là mọi thứ không thể ngờ được. Đúng, đã kéo dài đến kiếp này, bất qua lần này kéo theo rất nhiều võ thánh hậu bối, nhưng thắng lợi sau cùng sẽ do các viễn cổ võ thánh quyết định. Mà tổ hỏi, kể cả các võ thánh chuyển thế cùng những lão quái vật còn sống, người nói xem có bao nhiêu viễn cổ võ thánh tham gia đại chiến. Nếu ta đoán không sai, kể cả những kẻ sách động kinh thiền âm mưu và những người khống chế chống lại kế hoạch, tổng cộng trên dưới 10 người, đều trong số 20 cường giả thuộc hàng ngũ viễn cổ võ thánh. Như làng phì là một trong 20 người ấy, các võ thánh chuyển thế có thể chiếm đến 10 người, thành ra trận chiến từ viễn cổ đến nay chính là trận chiến giữa hai bầy cường giả thời viện cổ. Ma tổ đầm bầm, thập ma tể xuất loạn thiền địa, có phải muốn nói đến mấy lão quái vật còn sống, nhức đầu quá, ta vẫn cho rằng tất cả khoảng có sáu bảy người, không ngờ lại đồng đến thế. đâu cụ bài thiền thở dài, đúng, người chưa xuất hiện mới là kẻ đáng sợ trần chính, đáng sợ nhân vẫn là kẻ đứng sau giật dây. Ta hiểu rồi, người mau hoàn thiện nghịch thiên cầu chuyển đi, hy vọng đến lúc đó có thể tạo ra kỳ tích ta biết, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đến gặp vài người rồi bế quan ngay. Không cần nghĩ nhiều, những lão quái vật còn sống chắc chắn không đến mười người. Bao nhiêu năm nay, họ vẫn tranh đấu, khẳng định có người âm thầm chết rồi. Ừ, ma tổ tỏ ra không yên lòng. Đâu cô bại thiền nói, vận mệnh tàn khốc, tào ngộ của mỗi người phi thường thống khổ, có lòng rũ bỏ. Tương lai, nếu như gặp phải bất cứ chuyện gì, ta hy vọng người nên lấy đại nghĩa làm đầu, thêm hãy bớt một viễn cổ võ thánh là cả một khoảng cách mênh mông, có thể ảnh hưởng đến thành bại của trận đại chiến. Đã nói đến nước này, mắt tổ con gì mà không hiểu, lão dứt khoát gật đầu. Nếu, nếu đó là sự thật, ta quyết không quay mũi giáo, mà chỉ hận trời xanh, hận vận mệnh vì sao lại tàn khốc như vậy. Để tương lai của thiền vụ đại đục được ổn định, yên bình trở lại, ta đồng ý, dù có còn giọt máu cuối cùng, hồn phi phách tán cũng không tử nan. Ta biết mình có làm gì cũng không xóa được ác nghiệt của y, khó lòng khiến các cường giả đã chết an nghỉ. Nhưng ta sẽ tận được đền bù, ta nguyện ý buông bỏ tất cả. Nghe mà tổ nói tốt ra đời thể, đầu cô vải thiên thở dài. Hắn là hắn, người là ngươi, người không làm sai, tương đại chỉ cần người làm cho tốt những gì cần làm, trong lòng sẽ không còn gì vướng mắc nữa. Ma tổ yên lặng gật đầu. Bọn họ không nói đến một cái tên cấm kỵ đại ma thiên vương nữa, Độc có vải thiên cáo biệt mà tổ rồi rời khỏi mà vực. Vừa phi hành vừa ngẫm nghĩ, từ lúc hắn phát hiện Quang Bình Võ Thánh vẫn chưa chết, liền để tầm suy nghĩ về những chuyện đã qua. Năm xưa, ai cũng biết hai cao thủ trí cường trí đại là Quang Bình Võ Thánh và Đại Ma Thiên Vương từng khai diễn một trường đại chiến. Một ngày một đêm vẫn không phần thắng bại. Nhưng không ai biết, sau trận chiến đó, họ đã trở thành mạc nghịch trì rào. Đâu có vải thiên ngẫu nhiên phát hiện rào tình của họ bởi đây hắn tu luyện cách chỗ của quang bình võ thánh không đầy trạm dặm nên cảm ứng thấy đại ma thiên vương xuất hiện đời đó mỗi năm hai người đều bí mật bàn bạc vài lần năm xưa hắn phát hiện ra không gian của bỉ ngạn hoàn toàn do quang minh võ thánh khởi dẫn vận dụng sức mạnh bất đồng có thể phá vỡ những không gian cách nhau quang Bình võ thánh có vài lần đến bái phòng hắn nêu ra vấn đề này ý tưởng vô ý mở ra một phiến không gian tràn ngập sinh bệnh nhưng không kịp quan sát thì phiến không gian đó đã đóng lại sau đó không tài nào mở ra được nữa. y hy vọng được độc cô bại thiên tường trợ, hai người cũng nghiên cứu xem cần bao nhiêu sức mạnh để phiến không gian đó lại mở ra. ba ngày sau, độc Cổ bại thiên và quang minh võ thánh cuối cùng cũng tìm ra được cỗ sức mạnh đó cỡ nào. cả hai cùng tiến vào một thế giới chưa ai biết, đó là bỉ ngạn bây giờ. phiến không gian này rất nhỏ nhưng đẹp như thiên đường. quang minh võ thánh nhân lúc đó lại đưa ra tư tưởng phong thần nói là muốn phục hồi đại thời đại thái cổ huy hoàng trong truyền thuyết để thần xuất hiện tại nhân gian bị ngạn chính là trời do thần cư ngụ chỉ cần tạo thần thành công thần sẽ thành tín ngưỡng của tiền phụ đại đục thành những bậc tuyệt đại siêu nhiên quang bình võ thánh giảng giải cho hắn những điểm tốt đẹp khi tạo thần thành công nhưng không thuyết phục nổi hắn sau cùng hai người vị bất đồng ý kiến mà xuất thủ ngày đó độc cô bại tiên đúng như mà tổ nói ai ai cũng biết hắn thực thực siêu đẳng nhưng rất ít người thấy hắn xuất thủ. Còn mình Võ Thánh đại danh động thiên hạ, thế nhưng là một trong vài cao thủ đứng đầu, với thực lực hùng hậu của mình, đừng nhận cảm ứng được đầu cô bại thiên đáng sợ thế nào. Bất quá, y không nghĩ tới thất bại, bởi dầu gì y cũng là một trong vài cường giả mạnh nhất. Nhưng khi thực sự động thủ, y mới biết đầu cô bại thiên năm đó đáng sợ thế nào, quả nhiên không hề kém hơn y. Hai người đã chiến ba ngày ba đêm ở Bình Ngạn, sau cùng y phát hiện ra rằng mình không phải là đối thủ của độc cô bại thiên đành sử dụng lối đánh đưỡng bại cầu thương nhằm bức lùi đối phương song độc cô bại thiên hình như đã hạ quyết tâm trừ diệt đối thủ nên cuối cùng cũng diệt được bản thân của hắn cũng bị quang bình võ thánh trước lúc chết phản đòn làm trọng thương sau chín lần chuyển thế độc cô bại thiên mới biết năm xưa quang bình võ thánh chắc đã phát hiện bị ngạn tử trước muốn hắn giúp nên mới viện ra cái cớ đó cố ý dẫn hắn sang để lợi dụng hắn, biến hắn thành người hợp tác. Y biết, đầu cô bại thiên danh khí không cao lắm, nhưng là một cường giả chân chính, giá trị hợp tác rất cao. Tính toán của Quang Bình võ thánh cực hay, nếu không thể lợi dụng đầu cô bại thiên thì giết luôn. Nhưng không ngờ, thực được đối thủ quá khủng khiếp. Ngược lại, chính bản thân của mình lại bị giết. Như vậy, Đại bà Thiền Vương và Quang Bình Võ Thánh đã biết được tồn tại của Bỉ Ngạn. Bọn họ thường thảo lâu như thế để sắp xếp kế hoạch. Đại ma tiên vương đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, chết đi nhằm tiết triển một loạt âm mưu. Từ những dấu vết năm xưa, hoàn toàn có thể suy đoán ra một số khả năng vô cùng kinh nhân. Khi đó có mấy cường giả đột nhiên mất tích, không rõ sống chết thế nào. Thực lực của ai cũng phì thường, nhưng cam hơn quang minh võ thánh và đại ma tiên vương một chút. Mấy vị võ thánh vô duyên vô cớ thất tung, khiến tình hình ồn ào một thời gian rồi cũng lắng xuống có thể họ đã gặp tao ngộ như hắn chăng? Chẳng qua danh tiếng của họ quá lớn, nên đối phương không khinh thị và hạ độc thủ thôi. Có thể quang mình võ thánh và đại ma thiền vương là những người chủ não trong kế hoạch phòng thần, những người khác do họ tìm về hợp tác thôi. Quang mình võ thánh, đại ma thiền vương, cả người ác độc thật, thân là gì mà mê hoặc như vậy, vì ý gì, điền từ mà giết sạch bách thánh, khiến cho các thánh giả đại chiến từ viễn cổ đến nay. Nếu gặp lại, nhận định chúng ta phải phần sinh tử quang huỳnh võ thánh và đại ma thiên vương đương nhiên là cường giả trong cường giả thậm chí danh hiệu của họ có thể coi là vô địch cường giả nhưng độc cụ bại thiên coi trọng đại ma thiên vương hơn y là bậc thiên tài từng sáng tạo ra nhiều điều mới mẻ về võ học đi con đường mà nhiều vị tiền nhân chưa từng đi qua mà thể mấy trục trượng mà ma tổ hiện đang tu luyện chẳng qua là một trong những ma công mà năm xưa y sáng tạo ra. Giờ đã qua bao nhiêu năm tháng, không hiểu y còn sáng tạo ra công pháp gì. Nếu trên đời có người khiến độc cô bại thiên hắn úy kỵ, nhất định đó là đại ma thiên vương. Bật quá, nghĩ đến thiên tài võ học này, lòng của hắn cháy lên lửa nóng, hết sức mong mỏi một trận chiến khác. Hắn phảng phất nhưng nhìn thấy khung cảnh thiên bằng địa liệt trong đại chiến với đại ma thiên vương, tức thì mau nóng trào dâng, nói cho cùng hắn chính là một cuồng nhân hiếu chiến, một lúc đầu sau hắn mới áp chế được rung động trong lòng mình nhanh chóng bay đến đại sa mạc hắn dứt khoát khỏi dòng suy tư vừa nãy có thời gian hắn sẽ ngẫm nghĩ kỹ lưỡng những việc xảy ra trong quá khứ xa xôi không phải không thể tìm hiểu nếu cẩn thận tra xét có thể sẽ phát hiện nhiều manh mối từ đó tìm được trần tướng của sự việc ta phải đi đâu đây lập tức bế quan hãy đi gặp những người cần gặp sau này sẽ xảy ra chuyện gì có ai dự đoán được không không nên để mình phải mang mối hận. Những người đầu cô bại thiên muốn gặp trước hết là người nhà, phụ mẫu, già già, nãi nãi. Cửng Tây thành Phong Đế quốc, cách hắn đường Đế quốc không có xa, bây giờ hắn công lực đại thành, tốc độ phi hành như ánh chớp, không đến nửa ngày đã rời khỏi Thanh Phong, đặt chân vào hắn đường. Từ khi vào giang hồ, đây không phải lần đầu hắn về nhà, nhưng lần này hoàn toàn khác, coi như lần cáo biệt đại chiến giữa thiền vũ đại lục và bỉ ngạn sắp bắt đầu. Sau này, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài dự liệu. Lùng sinh từ đại chiến, giờ mạnh mẽ như hắn, cũng không dám chắc có thể an nhiên vô dạng trở về. Hơn nữa, địch nhân không phải là võ thánh tầm thường, mà là những lão quái vật sống qua bao năm tháng. Họ mạnh đến mức nào, thật không thể suy đoán. Tự tin, đấu tự tin. Hiện thực đấu hiện thực. Hắn phải có tư tưởng chuẩn bị trước nhận định gặp lại người nhà trước khi đại chiến, để nếu có ra đi cũng không phải ôm hận. Về đến tiểu trấn quen thuộc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp. Đây là nơi hắn lớn lên, mặc cho hắn đã có ký ức từ xa xưa, không còn là độc cổ bại thiên đơn thuần thuở nhỏ, thì kiếp này của hắn vẫn là chính yếu. Ký ức của những kiếp trước chỉ là một rúng được chọn lựa thôi. Để bỏ hắn khác gì trước kia, chắc chắn điểm khác biệt lớn nhất là hắn mang thêm một chút tang thương, đó là điều không tránh khỏi. Hắn hiểu thêm nhiều chuyện, những gì tâm lý trải nghiệm dài dằng dặc mình mang vô cùng. Đồng thời, trong lòng của hắn có thêm một phần trách nhiệm, phải trừ diệt những viễn cổ lão quái vật của bỉ ngạn, những kẻ đứng sau giật dây. Lục hắn đáp xuống động cô ra, không hề bị phụ thân và già già phát hiện, như những lần trước. Mãi đến khi hắn phát ra một chút khí tức, hai vị cao thủ đế cấp trong nhà mới cảm ứng được mà ra đón. Đồng thời bên cạnh họ còn có một thân ảnh quen thuộc, là lão lừa đảo hắn cặp dưới chân vụ ẩn phong. Không ngờ lão cũng tới độc cô ra rồi. Bại thiên, con về rồi. Phụ thần hắn tràn ngập cảm xúc, gần nửa năm nay đã xảy ra bao nhiêu đợt chuyện. Nhi tử của ông đã trải qua vô số chuyện quái dị, liền tưởng đến bàn tay con ngừng chữ máu lúc sinh ra và những đời lão tổ thấu lộ. Ông đã đoán ra phần lớn, đương nhiên có những việc ông không thể nào đoán định hay lý giải nổi. Độc cô bại thiên hành lễ với già già và phụ thân, lại thì lễ với lão lừa đảo. Nếu là trước kia gặp được lão lừa đảo, hắn nhất định gây loạn một phen. Nhưng hiện nay không còn lòng dạ nào. Có lẽ hắn cảm giác được áp lực của tương lai. Vào nhà rồi, hắn thấy mẫu thân và nãi nãi. Hai người thấy hắn đi chưa lâu đã quay về. Trong lòng tất nhiên vô cùng cao hứng, nắm chặt tay của hắn, phảng phất như muốn nói, mà không thành lợi. Độc cô bại thiên chú tâm lắng nghe, hồi đáp kỹ càng, cảm thụ thân tình trần quý. Gặp mặt hôm nay, tuy nói là phần lì tạm thời, nhưng cũng có nghĩa lý là gặp cỡ lần cuối. Hắn thấy trong lòng chùa xót, quên hết thần phận những kiếp trước, dịu dàng đấm lưng cho mẫu thân. Trong lòng hắn thầm nhủ, mong là sau này con còn cơ hội quay về tận hiếu. Thầy mẫu thần và nãi nãi cảm động xiết bao khi mình quay về trái tim của hắn như bị ai bóp nghẹt, trong lòng kêu réo. Bất kể thế nào, ta cũng phải còn sống quay về. Hắn từ nội trạch bước ra khách sạn, già già, phụ thân và lão lừa đảo đang ở đó. Lúc đó, hắn đã biết lão lừa đảo là bằng hữu của gia gia mình. Hắn thật sự có một bài chuyện trọng yếu cần phải trình bày, nhưng chuyện liên quan đến đại chiến tương lai sẽ dính liếu đến đâu, làm thế nào đối phó với những kẻ điên khủng đó. Hắn không hề nói, bởi đó không phải là những gì ba người đó có thể hiểu được. Hắn chỉ nói sắp tới các thánh giả sẽ có một trường đại chiến mà là một trận chiến dị thường thảm liệt. Sau cùng, hắn đều ra vấn đề đã nùng đấu lâu nay. Muốn già già ra mặt, liên hợp các đế cảnh cao thủ nằm giữ hướng đi cho võ lầm trong tương lai. Lúc hắn đề xuất, ba người cười vang, cho hắn biết vị lão tổ thành thánh từ 300 năm trước đã về nhà phân phó công việc trong lòng của độc cô bại thiên lấy làm kỳ dị hắn và vị lão tổ kia không gặp mà cùng ý tưởng chắc trong lòng còn nhiều tính toán bất kể thế nào hắn cũng an lòng dầu cho sau này các võ thánh sang bỉ ngạn rồi đồng quy vô tận không ai còn sống mà quay về võ giới của thiên vũ đại lục sẽ càng ngày càng tươi sáng độc cô bại thiên vượt ngàn dặm về nhà ngầm đến từ đổ ra một chuyến thăm bà huỳnh đệ cùng đơn lên với hắn đoạn quay đi Độc cô vải thiên ôm nỗi lòng nặng lề đi ra. Độc hắn đẳng không bay lên, tâm tình trở nên hoang mang. Có nên đi thăm một số người không? Liệu như yên, còn cả những người ở ma giáo có đôi chút quan hệ với hắn, cả thiếu cung chủ lãnh vũ của lạc thiên cung. Hắn thầm than, thôi vậy. Những người muốn gặp đó, bất kể có định ý hay hảo cảm với hắn, thì với thân phận hiện tại, hắn đều ngượng ngùng, nhất là khi hắn sắp bế quan để mà để thăng công lực kỳ thật hắn rất muốn gặp một người, đó chính là Huyền Huyền. Mấy ngày này, Huyền Huyền luôn gây náo loạn trên hòn đảo nhỏ Mỹ Lệ. Thương thế của nàng đã được sư phụ trị liệu khỏi bảy tám phần, nhưng chưa khỏi hẳn. Vì thế tiểu ma nữ hết sức bất mãn, suốt ngày giờ thủ đoạn uy hiếp, đe dọa, nhà ảnh búa vuốt với sư phụ của mình. Sư phụ của nàng luôn đau đầu vì cô tiểu đồ đệ, nhưng không nên tự trách mình. Lúc nhỏ, huyền huyền thì cổ quái tinh linh nhưng để trở thành lắm trò như hiện nay, hoàn toàn chịu ảnh hưởng của ông. Đồng hải lão nhân suốt ngày cười hà hà, khiến huyền huyền học theo. Kết quả lớn lên thành xuất ư làm, thành tiểu bà nữ thật sự. Huyền huyền thi triển một lô các thủ đoạn, tuy thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng đủ khiến cho cả hòn đảo nháo nhào. Sư phụ nàng rút cuồng cũng không chịu nổi nhũng nhiễu, nên phải đồng ý cho nàng toàn quyền, cả ngày không nghỉ mà chữa cho nàng khỏi hẳn. Cùng lúc đó, có mấy ngụy tuần thiền sứ giả đến xâm phạm đồng Hải, bị lão nhân hạ cục. Ông ta cả ngày cười cợt, chưa từng làm những chuyện độc địa thế này. Nhưng vì huyên huyên mà ông ta chịu phá giới, rút sạch năng lượng sinh mệnh của các ngụy tuần thiền sứ giả, đem luyện hóa rồi đẩy vào thân thể của huyền huyền. Cùng với liệu thương đại pháp, năng lượng này khiến thường thế của huyền huyền khỏi hẳn, đưa nàng từ cảnh giới á thánh tiến vào thánh cảnh. Ngày huyền huyền thành thánh, mặt biển yên tĩnh chợt biến thành sóng dần ngút trời những ngọn sóng cao mấy chục thước, phảng phất như cuốn đến chân trời. Nếu không phải nhờ sư phụ nàng vận công bảo vệ, cả hòn đảo này, e lạ, đã bị chìm đắm. Trời cùng trùng tiếng sấm chấn động màng tai, gió nổi ầm ào, thiên địa thất sắc. Lục cao thủ đế cấp phá đế thành thánh đều có dị tượng, nhưng đáng sợ điều huyền huyền gặp phải quả thật ít thấy. tựa hồ như dự báo rằng tiểu ma nữ thật sự là một tiểu ma vương. Sư phụ của nàng lẩm bẩm, Thành thế của tiểu nhà đầu lớn thế này đúng là ít thấy, so với ta năm xưa còn mạnh hơn nhiều. Lúc đó, Huyền Huyền đứng trên không trung, hoàn toàn phát ra hào quang toàn thần thánh khiết, từng đạo quang hoa từ thân thể tỏa ra, trong phạm vi mười trượng, và đạo hào quang sáng chói, màu sắc trói sáng. Tôi cô nàng còn trẻ như vậy mà đã thành thánh, quả thật là kỳ tích vĩ đại. Nàng không phải là võ thánh chuyển thế, hoàn toàn dựa vào thiên phú kinh người mà vượt qua cửa ải tu thành kỳ tích trưởng sinh. Thiếu nữ thành thánh này cuối cùng cũng mỉm cười, dùng nhàn tuyệt sắc, tùy thánh khiết vô cùng nhưng toát lên nét rành mãnh. Nàng dùng thân gương kiếm hóa thành cầu vồng vắt ngang trời chém vào đồng hải lão nhân. Sư phụ nàng hoàng sợ, vội vàng thoái lui. Kiếm bàng khổng lồ cắt đứt tròm một đoạn trầu trắng như tuyết của lão. Tiểu nhân đầu khi sư diệt tổ người, người dám hạ thủ với vị sư sao? Dài cầu vồng vang lên tiếng cười trong vắt. Sư phụ, không muốn xem bản lĩnh trần thật của người. Không ngờ người lại kém như vậy, bị con cắt râu rồi kia. Ôi, sư phụ, còn buồn quá. Sư phụ của Huyền Huyền vô cùng yêu thương nàng. Nghe nói bị cắt mất râu, bèn lên tiếng. Được rồi, biết sai là được. Tiểu nhân đồng ngươi không chịu an phận. Nếu còn biến thành thiêu nữ ngoan ngoãn, ta không dám nhận con đâu. Sư phụ, con thật sự ngại mà. Ta không có ý trách con mà. Huyền Huyền chợt cao giọng. Lão đầu tử ngươi, vì sao lại hiểu lầm ta Ta nói thất vọng vì mình lại có một sư phụ bản lĩnh quá thấp thế này, thật sự phát ngượng đi. Sư phụ, người đừng có với ai rằng, nói với họ, người là sư phụ của con, bằng không còn đến đỏ mặt vì ngượng mất. Tực chết ta thôi, tiệm gia đồng người từ lúc biết đi, biết chạy đến giờ, chưa bao giờ đỏ mặt, già mặt còn dày hơn lão đầu mấy vạn tuổi như ta. À, sư phụ đúng là lão yêu quái, lại giống đến mấy vạn năm, còn phải vì dân trừ hại, kinh thiền kiếm, trảm yêu trừ nghiệt huyền huyền quát lớn rồi xông tới đại chiến với sư phụ đương nhiên hai người đang đùa nghịch thôi tính cách của huyền huyền từ nhỏ đến giờ vẫn vậy đồ ranh mãnh có thể dừng đứng đầu thiên hạ sư phụ của nàng cũng dung túng cho đồ đệ nghịch ngợm nên hai người không giống sư đồ mà giống bằng hữu hơn sư phụ nàng bay lên không trung liên tục chiết chiêu với nàng để nàng quen với phương pháp các thánh giả giao đấu để khi thấy nàng mệt mới ngừng tay nói được rồi hôm nay đến đây đi trước đây ta đã truyền cho con một nửa công pháp của ta, từ hôm nay trở đi sẽ truyền nốt nửa phần còn lại. Sư phụ, người có thấy không, có phải con tiềm thực vô biên sẽ con cái trở thành thiên hạ đệ nhất võ thánh không? <laughs> Sai, là đệ nhị võ thánh thôi, sư phụ đã là thiên hạ đệ nhất võ thánh, khẳng định còn xếp thứ hai. Sư phụ đúng là tự đề cao mình, vậy còn cảm nguyện xếp cuối vậy. Hai người đánh xuống đất, sư phụ huyền huyền nghiêm sắc mặt lại. Tiểu nhà đầu, ta có việc trọng yếu muốn nói với con đây. Huyền Huyền thấy ông nghiêm túc lại, không dám náo loạn nữa. Đồng Hải Lão Nhân hò khẽ một tiếng. Đó là một thánh giả quan trọng. Nếu con không thành thánh, ta quyết không nói cho con biết đâu. Huyền Huyền nhìn ông có vẻ hổ nghi, sau cùng gật đâu. Cả đầu cô bại tiền mà còn biết thần phận phức tạp, còn có biết lai lịch của hắn không? À, sư phụ sao lại đột nhiên hỏi đến hắn chứ? Vì trong chuyện này, hắn có thần phận không nhỏ đâu giọng nói của sư phụ huyền huyền nhỏ dần bắt đầu giảng giải cho nàng chuyện độc cô bại thiên nghịch thiên cửu chuyển đương nhiên đó chỉ là một phần chủ yếu ông đó đến bỉ ngạn đến mười bảy cường giả trong các cổ võ thánh đến các ân oán giữa hai đại lục đây là lần đầu tiên ông ta giảng giải chuyện này với huyền huyền nên kể rất tường tận trước đây huyền huyền chỉ biết sư phụ đã đến cảnh giới thánh cấp không ngờ ông ta lại là một trong mười bảy cường giả cổ võ thánh một trong những võ thánh mạnh nhất tiền vũ đại lục càng khiến nàng kinh hãi hơn là mấy vạn năm nay các thánh giả cứ biến mất bị phong ấn lại là hành vi của bị ngạn kinh hãi qua đi tiểu ban nữ tỏ ra vô cùng hưng phấn kêu ầm lên hay quá hoa ra thành thánh rồi lại có nhiều chuyện hay như thế sư phụ phải đưa con sang bị ngạn đông hải lão nhân nghe vậy suýt nữa ngã ngồi xuống đất bản ý của ông ta đang nói cho nàng biết tình hình vô cùng nghiêm trọng của các thánh giả sắp phải đối diện để nàng biết đường và dụng tầm tuyệt công. Nàng ngơ năng lại nói như vậy. Sư phụ muốn nói, đầu cô bại thiên, tên xú tiểu từ đó lợi hại lắm sao? Rất lợi hại đấy. Còn lợi hại hơn người sao? Hơn ta chứ. Sư phụ huyền huyền còn chưa tỉnh lại khỏi trạng thái vừa nãy. Lại lo tiểu mà nữ nhân lúc ông không lưu ý, chạy sang bình ngạn, nên nghe nàng hỏi, hoàn toàn đạp theo ý thức. Đạp xong mới thấy không ổn, vội vàng phủ nhận. Hắn làm sao lợi hại như ta được, sư phụ con là võ thánh đệ nhất trên đời, là người đứng đầu trong 17 cường giả kia mà. Thôi thôi, vừa nãy người đã nói lộ rồi. Đâu cô bại thiên không hiểu trong lòng hiện giờ có mùi vị gì. Lúc nghĩ đến huyền huyền, liền có xung động, nhưng lại thấy có chỗ không ổn. Từ khi công lực của hắn đại thành, cảm ứng được khí thức cường giả, không ngờ phát hiện ra tiểu ma nữ lại là đồ đệ của lão đầu điền khùng ở Đồng Hải. Phát hiện này khiến cho hắn trồi theo bầy khói Ngày đó huyên huyên rời khỏi thiên bà cốc, khiến hắn vừa nóng lòng vừa lo lắng. Sự tên nàng bình an vô sự, ngoài cao hứng ra, còn thấy ngượng ngập. Huyền huyền đã đầu đệ lão đầu, mà lão từng đạp bạn cũng với hắn, lại hết sức thần thiết. Hắn thật sự không biết làm sao đối diện với sự đồ đông hải lão nhân. Do so sự một hồi, hắn thì triển vạn lý ánh tượng đại pháp. Cảnh tượng xuất hiện tại hòn đảo, ở trên đông hải. Tức thì huyền huyền và sư phụ có cảm ứng, đồng loạt hướng lên không trung. À, Tiểu Bạch, là ngươi à? Đôi mắt tỏ tròn cô Huyền Huyền tỏ ra kinh hãi, đồng thời không khỏi lộ ra nét hoan hỷ. Tiểu tử người đúng là... Nàng tinh quái, tình lình cổ quái vô cùng, nhưng nhớ đến cái chuyện hắn nghịch thiên cửu chuyển mà sư phụ mình vừa kể, cũng không dám tin tưởng. Dẫu cho bản thân của độc cô bại thiên, thiết triển thần thông xuất hiện trước mắt, nàng vẫn thấy là không tìm được sự thật này đang hiện ra. Tiểu bạch à, người nghĩ mình sống lâu quá nên tự sát điên cuồng chuyển thế sao? Độc cô bại thiên ngạc nhiên, nhìn thấy nàng, hắn không khỏi vừa vui vừa kinh hãi. Nhưng lúc này, không biết nên cười hay nên khóc đây. À, là thật sao? Huyền huyền kinh thán, lộ ra bản sắc của mà nữ, nói với vẻ điều hoa. Ta không kể người chuyển thế bao nhiêu lần, công phu đợi hại thế nào, người vẫn là tiểu bạch. Là tiểu đệ đệ ta thù nằm sửa đấy. Độc cô bại thiên thấp giọng. Huyền huyền, giờ đừng có đùa nữa, ta có chuyện muốn nói với người đây. Đông Hải Lão Nhân từ nãy vẫn nhìn độc cô bại thiên. Tới lúc đó mới phút bộ dầu đứt một nửa. Tiểu thiên, tiểu thiên. Độc cô bại thiên lạnh bút, suy chuột nữa ngã nằn xuống biển. Lão trộm người câm mồm. Năm xưa, người ăn trộm bao nhiêu thứ của ta, không muốn ta kể chuyện đó cho huyền huyền ngà chứ. Cái gì? Sư phụ trộm đồ, mau kể xem là chuyện gì nào. Đông Hải Lão Nhân tỏ ra ngượng ngập, ho khan. Không nên, không nên, không nên, không nên nghe hắn nói nhăng nói cuội. Ô tiểu thiên thiên, không lão thiên mà nói xem có chuyện gì quan trọng nào đội cô bại thiên giảng giải cho hai sư đồ mọi chuyện về viễn cổ võ thánh nhấn mạnh rằng bị ngạn có thể có những cường giả siêu cấp muốn đồng hải lão nhân triệu mười bảy cường giả cho họ biết tin tức này cùng thương lượng để biết mình biết người Đoàn hắn lại kể cho hai sư đồ nghe một vài dự đoán về các viễn cổ võ thánh những gì có thể đều nói hết với hai người hắn thấy bộ dạng hai người kinh hãi bèn nói không cần kinh ngạc có nhiều việc ta chỉ là mới phát giác ra thôi. Biết sớm hơn hai người mấy ngày mà thôi. Lão ăn trộm, hành động thật nhanh lên, bảo 17 cường giả nhanh chóng xuất quan, thường thảo đối sách. Rồi 17 người các người phải là người lãnh đạo cùng vạch kế hoạch cho thiên vũ đại lục, dẫn các võ thánh sang bình hạn, tuyệt đối không được để bọn họ tấn công sang trước. Còn về mấy viễn cổ lão quái vật sẽ hành động đơn độc, các người không cần lo đến các lão quái vật của cả song phương. Nói đến việc nghiêm túc, Đông Hải Lão Nhân không hề cười cợt nữa, Lão cũng biết việc này liên quan đến tương tài của thiên vũ đại lục. Lúc đầu cô bại thiên định đi, hắn mỉm cười lướt tới chỗ huyền huyền, dịu giọng nói, huyền huyền à. Thấy sư phụ đang mỉm cười quái dị, vẻ mặt cô nàng ửng hồng, lý nhí đáp lại độc cô bại thiên. Gì cơ? Đồng hải lão nhân chợt xen vào. Trời ơi, ta không hóa mắt đấy chứ. Tiểu nhát đâu lại đỏ mặt, đúng là việc quái dị khủng bố. Từ kỳ năm tuổi đến bây giờ, người có lúc nào không giống một con nhóc điên khùng, rành mãnh, giờ lại biết ngượng ngập, đúng là không thể tin được. Huyền Huyền giận dữ nói, lão đầu tử đáng chết, người không được nói bừa. Đông cô bại thiền đã đến trước mặt, nàng nhanh chóng tung ra một chân mà đá hắn. Phòng thái, chẳng các nào một tiểu bạo quân. Không được đến đây, Hừm, tiểu tử ngươi, ta không gọi thì không được đến gần ta ba trượng. Sau cùng thân ảnh độc cô bại thiền bờ dần. Không lâu sau, trên hòn đảo vang đền, những tiếng hồ dồn dập huyền 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 mau ra đây sao vậy sư phụ cầu thái thần cơ ta vẫn đuôi đâu rồi Con đứng ăn mất rồi ôi rồi ôi rồi ôi tử quy tinh còn đấu canh rồi ta không muốn sống nữa ô con thủy linh lòng của ta còn đem ngâm triệu rồi à đồng hải đạo nhân kêu lên thảm thiết thần ơi cứu cứu ta tiểu nhà đầu người đứng lại cho ta đừng có chạy ảnh tượng độc cô bại thiên tan đi, đứng thất thần trên không rồi bay về trường sinh cốc. Theo một khía cạnh nào đó, trường sinh cốc chính là địa bàn của hắn, còn lưu đại dấu vết tám kiếp trước. Bất cứ ngóc cách nào ở đây cũng có ký tức của hắn. Kiếp này, hắn cũng chọn nơi đây để mà tiến hành con đường ngộ ra võ học cho mình. Lần này, hắn không đi vào cung điện dưới lòng đất, mà ngồi xếp bằng chính giữa sơn cốc liền 10 ngày. Suốt thời gian này, hắn không hề động đậy, mặc cho vô vàn cánh hoa rơi xuống đầu xuống chân của mình. Ở trường sinh cốc, quanh nằm xanh ngắt bột màu, buôn bùa cảnh sát ưu Mỹ. Lúc này, ngoài cốc đang đảm bộ đông lạnh giá, hoa tuyên rơi trắng xóa như lồng ngỗng, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng trong cốc, lại là hoa tươi đùa nở, cánh bay ngập trời. Trăm hoa đua nở, mỗi ngày khiến trường sinh cốc hơi rung động. Từ điểm trung tâm là độc cô bại thiên, dao động lan dần ra không ngừng. Hơn 10 ngày nay, độc cô bại thiên ngồi yên như tượng đá ở giữa trung ương sơn cốc. Lúc này, hắn đang chìm trong cảnh giới huyền diệu. Mọi việc từ những kiếp trước, trong kiếp này liên tục xoay chuyển trong trí óc. Tính cách của hắn giống như một đứa con nít, nhưng hắn biết mình đang nắm giữ nhiều thứ, hết như một lão nhân đã trải qua nhiều dầu bể. Mọi việc trong quá khứ... Hắn một bực thả mình về thời đại viễn cổ, vô số tình hòa võ học đoán thoáng qua trọng ắt của hắn. Trong lúc này, bản thân của hắn quên cả ba đại thần ma quyết, quên tất cả cái thế công pháp uy chấn thiên hạ từ thời viễn cổ mà chỉ muốn vượt lên bản thân vượt lên chính hắn mà công thần công những việc đã thấy đã nghe đã học cảnh giới võ học hắn biết cảnh giới trong truyền thuyết sao những vô địch cường giả đã gặp ở trong chín kiếp những tượng đài võ học từ thời viễn cổ những nhân vật trong truyền thuyết phẳng phất như đang chậm chậm tiến tới lại thêm nhiều ngày trôi qua hắn vẫn bất động nhưng trên mình không nhiễm bụi trần chỉ có vài ba cánh hoa rơi đậu xuống. Toàn thân của hắn phát ra bảo quang trói lọi, Khi thế phiêu giật xuất trận. Hắn đang có cảm giác võ hóa thành tiên. Nhưng y muốn giết chóc, cừu hận của kiếp này, trong phút chốc mở nhạt dần rồi tiêu tan đi hết. Nhìn mây bay mây tan, nghe tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối. Đời người trăm năm ngắn ngồi, võ thanh vạn cổ vẫn là đang còn ở tại đây. Trăm năm cũng được, trường sinh cũng được, chẳng qua là một dạng sinh hoạt bỏ hết những oán hận trong lòng đến những giang sơn thánh cảnh vài kiếp sống của chúng sinh mà thấu hiểu những gì cùng nhân thế là một tiên nhân tiêu diêu trường sinh quên hết những gì không vui trong quá khứ tất cả đều liên quan đến võ học mà độc cô vải thiên ngộ ra tầm thái của hắn cũng thay đổi cả tháng đầu trường sinh cốc tràn đầy khí lạnh khiến sơn cốc khác nào tiền cảnh nhưng một tháng sau trong cốc xảy ra dị biến sơn cốc vốn yên tĩnh trần xong vỗ gầm gào từng đợt dao động từ độc cô bại thiên tỏa ra rồi khuếch tán tiến hoa tàn hoa nở cây đổ mặt đất vương đầy những thần cây ngổn ngang canh hòa dập nát hết